nhà vô địch điền kinh tử nạn vì đau tim. Vận động viên điền kinh 3 môn phối hợp ở Vương quốc Anh vừa tử nạn bất ngờ ở tuổi 37 vì một cơn đau tim. Vụ đột tử này xảy ra hôm thứ Hai ngày 29 tháng 4 năm 2019 và chính vợ anh, Joaquin Kenny, đã xác nhận điều đó trên trang Facebook cá nhân. Chris Sterling được biết đến là vận động viên nhiều lần giành chức vô địch 3 môn phối hợp ở Vương quốc Anh và các giải đấu quốc tế. Mất 500 triệu đồng vì đánh chỗ hiểm đối phương. Ngôi sao chủ lực Ben Simmons của Philadelphia Sixers đã bị NBA phạt số tiền lên tới 20.000 đô la, khoảng 500 triệu đồng, và bị cảnh cáo do hành vi phi thể thao với cầu thủ Kyle Lowry bên phía Toronto Raptors. Sự cố xuất phát từ tình huống diễn ra trong hiệp 2 của trận đấu. Simmons tung một cú cùi chỏ nhắm thẳng vào háng của Lowry trong lúc Toronto Raptors đang triển khai phản công. Hành vi phi thể thao của Simmons bị truyền thông giễu cợt là cú đánh háng đắt tiền nhất từ trước tới nay. Thân hình nóng bỏng của nữ đặc nhiệm Mỹ. Rihanna Conner, cựu nữ đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 18 tuổi và có 7 năm phục vụ trong quân ngũ, vừa thực hiện bộ ảnh tuyệt vời. Lấy ý tưởng từ những tấm áp phích trong Thế chiến thứ hai, cựu nữ đặc nhiệm cùng với nhiếp ảnh gia Robert Alvarado đã tạo ra một bộ ảnh thu hút được đông đảo người xem. Chia tay quân ngũ khi 25 tuổi, cô gái chuyển sang làm người mẫu và sở hữu tới hơn 430.000 lượt theo dõi trên Instagram.